chiều nay ở ngoài công viên vui lắm nha mọi người. Tiếng xe đổ gác đi ngang ôm sòm hết trơn, ác luôn cả tiếng nhạc ở trong công viên. Hình như là hôm nay họ tổ chức cái gì á, lễ hội gì á, ở đằng kia kìa có nhạc kìa, nhưng mà mình không có lại, mình quay bên ngoài thôi. Vui quá à, mọi người vừa mua bong bóng vừa đi vừa ăn nữa, vui quá à. Thật là vui. Bây giờ mình có hẹn với bạn đi thảo giảng để ăn buffet nha mọi người. Bây giờ thôi mình chuẩn bị mình đi ha. Ý gì ở trong đó nó còn đứng hát nhảy gì kìa, mấy ông ở trong đó. Mọi người ơi, bây giờ tụi mình đã đến quán lẩu nướng buffet Thái này. Nồi lẩu cũng sôi quá trời sôi luôn rồi nè. Chị bắt thử đi, chị bắt. Là thịt lợn nó sắc thành lát đấy em. Em thì tôi hát tuyệt đối để nấu quả. Tôi gấp đi à, tôi gấp đi. Cái nào ăn được mọi người gấp đi nha. Cái gì nồi lẩu bỏ mực vô nè. Ngon quá nè. Đây, cái mâm này nướng hải sản không nè, đẹp quá. Ê, nồi lẩu sôi dữ rồi. Thôi cho, để cho nấm nó chín đó. Đợi một hồi đi. Hả? Đây là chén của mình rồi nha mọi người. Ô, trời ơi, gao không à. Đây mình quay không gian quán đi. Đây là lần thứ hai mình ghé đây ăn rồi đó nha. Quán rất là đông ha. Nhưng mà hồi Tết mới đông nhiều. Hồi cái lúc mà đi là lúc đó là chuẩn bị coi bắn pháo hoa giao thừa. Giờ dễ vô đây kêu thêm xà lách hả? Mực cơm. Ăn kêu thêm mực cơm. Ăn một kêu thêm mực cơm. Với thịt gà ớt Thái Lan. Bây giờ bỏ nhiều vô nè ha, sôi lên nhiều hả, no chưa mấy đứa? No à, hồi trưa chị dặn rồi đừng có ăn gì hết á. Không ăn gì luôn, ngày nãy lại mang cho anh có một tô xà lách. Rồi nãy còn đi tập thể dục. Bây giờ tới nướng cá trứng nha mọi người. Mình luộc tôm với nghêu với hải sản, nói chung là hải sản là đưa lên một dĩa rồi ha. Bây giờ mình luộc tiếp nè. Lâm ơi, chị vớt ra rồi đó, ăn đi Lâm. Xong hết rồi ha. Rồi cạn tàu gốm máng hết trơn, còn dương mớ thịt không ai ăn hết trơn nè. Từ từ. Rồi.